Minasoa đều và rất là nhanh thấm các bạn ha. Trong vòng vài giây là thấm rồi. Và các bạn có thể thấy là cái chiếc kem chống nắng không? Đó, nó làm trắng lên một tông da luôn, các bạn thấy make up được cho da các bạn luôn. Và bây giờ các bạn so sánh da với tay bên đây ha. Là tay chưa thoa này các bạn thấy không? Da không có được mịn màng bằng cái lớp kem chống nắng này nữa, nó có thể làm một lớp kem make up bởi vì nó có cái bột cản tia UV á, khiến cho các bạn cảm thấy rất là trắng. Đó, các bạn thấy ha, trắng mịn luôn. Và bây giờ Mina sẽ rửa nước cho các bạn thấy rằng là khi các bạn vui chơi ở trong bể bơi, trong biển thì cái kem chống nắng này nó cũng sẽ không trôi. Rồi bây giờ Mina sẽ rửa nước. Rồi Mina rửa nước này các bạn thấy không, nó vẫn rất là bóng như thế này nè. Đó, nó không hề trôi đi các bạn nhé, không hề trôi kìm một xíu nước nào, một chút kem chống nắng nào các bạn có thể thấy ha. Đó, và các bạn có thể tha hồ mà. Rồi, các bạn có thể so sánh hai tay. Đây, tay bên đây vẫn trắng hơn rất là nhiều này các bạn thấy không? Và nó vẫn rất là bóng và nó không hề trôi đi cái lớp kem chống nắng, và nó vẫn ánh lên để các bạn có thể mà da vừa đẹp, xuống nước da vẫn cứ đẹp và vẫn chống nắng, bảo vệ an toàn cho các bạn. Hy vọng là cái tiếp kem chống nắng này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều ha, bởi vì SPF của nó tới 50 lận, cho nên là chống nắng rất là cao cho các bạn. Trong dịp Tết đang xuân về, các bạn đi chơi, đi du lịch hoặc cả dịp mùa hè nữa, các bạn vẫn sẽ an tâm khi mà dùng kem chống nắng cho vùng mặt và cả body của bạn.